Chuyện gì nữa đây? Trời, sao mà lạ vậy? Em tưởng mấy cái chuyện này là của bà My chứ. Sao anh phải làm? Nè, ở trong căn nhà này không có ai tên là bà My hết. Anh không thích cái kiểu mà nói chuyện hống hách với lại dì hai em và mất lễ phép như vậy. Em thương anh nên em mới nhắc cho anh nhớ. Còn anh á, đừng có hùa với bà nội mà bao che cho cô ta nữa. Anh muốn cãi lời ba để bà đuổi anh đi luôn đúng không? Bây giờ anh hỏi nè, anh bao che cho chị My ở chỗ nào? Ở chỗ nào em nói đi. Còn cái chuyện ngày hôm nay anh xếp đồ là anh xuống resort để giải quyết công chuyện ở dưới. Thôi đi, anh về đó để trì hoãn việc ly hôn với bà ta chứ gì. Ồ, em nói trúng tim đen nên là anh không nói lại được gì đúng không? Anh không có tim đen để mà trúng hay là không trúng, hiểu chưa? Bây giờ đi ra ngoài giùm anh cái đi, anh nhức đầu lắm rồi em hiểu chưa? Anh không muốn đôi co với em mấy cái chuyện này. Ok, anh không thừa nhận thì sau này á anh sẽ phải hối hận. Đừng nói là em không nhắc nhở anh trước nha. Anh không hối hận gì hết. Mời em. À, vì một kẻ lừa đảo như cô ta không có đáng đâu. Anh hai, anh hai, anh hai, anh hai. Đứng lại đó. Nè, chị cho bà nội với anh Khánh ăn cái giống gì mà sao hai người họ bên chị chầm chầm vậy? Nếu mà chị đúng như những gì em nói á thì chị đã cho cả nhà ăn hết rồi, không chừa lại em đâu. Tới nước này mà chị còn mạnh miệng nữa hả? Mà công nhận da mặt chị dày thiệt đó. Thank you.
Anh Khánh, có chuyện gì thì nói luôn đi. Anh lái xe cẩn thận nha. Coi như đó là yêu cầu cuối anh làm cho em. Có được không anh? Em xin lỗi, có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Dạ, mời hai anh. Nội, nội. Chuyện gì vậy Mơ? Có hai anh công an tới tìm chị My kìa nội. Chào. Dạ, chào hai chú. Chào, chào. Dạ, có chuyện gì vậy hai chú? Dạ, chúng tôi được lệnh triệu tập cô Nguyễn Thị My, còn có nghệ danh là Angela My, về cơ quan để điều tra về vụ án làm giả giấy tờ tùy thân. Ủa cháu, sao giọng của em nghe lạ vậy? À, dạ, bà My mới bị công an bắt tức thì. Em sợ quá, nhà em giờ rối tung rối mù. Cũng tại bả mà ra hết đó. Thiệt vậy hả? Nè, em có biết gì sao không? Thì làm giả giấy tờ rồi trộm lông tráo phụng đó anh. My có phản ứng gì không? Thì sự thật rành rành đó thôi, làm sao mà phản ứng được hả anh? Bị công an dẫn đi mà chẳng biết có bị vào tù nữa không á. Nè, sao anh biết được? Nhưng mà chuyện này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của em đó. Nè, sắp tới em chuyển qua nhà anh ở luôn đi. Anh sẽ nâng em lên một tầm mới, em có hiểu không? Hả? Thiệt hả anh? Em biết rồi, em sẽ nói với ba má. Đợi em nổi tiếng rồi, mọi người sẽ không còn coi thường em nữa đâu. Thôi, em chào anh nha. Chào em. Bộ có tin vui ha anh. Cá lên dĩ nướng rồi, mở tiệc ăn mừng bây giờ em thấy có ác quá không? Đáng đời cho nó. Nè, em còn đáng sợ hơn sư tử Hà Đông đó nha. Chính con My đã đẩy em vào con đường này, không ai khác mà chính nó phải nhận lấy hậu quả này thôi. Nếu tâm của em không muốn, ai mà ép em được chứ. Anh Thái, tự nhiên cái ông già làm giả giấy tờ mất tích, anh không lo sao? Lo cái gì? Mục đích chính của anh là nhắm đến con My thôi. Chỉ bọn công an tới hang ổ của lão như một bằng chứng hùng hồn cho vỏ bọc giả tạo của con My. Cỡ này thì hết đường chạy tội rồi. Cũng đúng.
Mà cái lão đã đánh hơi hay thiệt, để con My ở lại một mình chịu trận như vậy. Mà ông có nghi ngờ anh tố cáo không? Ông ta làm cho biết bao nhiêu người. Nghĩ ra anh mới lạ đó. Nhưng mà anh chắc nó ở tù chứ? Con My cùng lắm chỉ bị phạt hành chính thôi. Nhưng quan trọng là nó hết đường sống trong giới showbiz này rồi. Fan á thì sẽ tẩy chay nó. Nó chỉ còn cách nhảy xuống sông mà kêu quan thôi. Tốt. Em chỉ mong có điều này thôi. Nhưng mà trái đất này quay tròn, em nghĩ sẽ có ngày anh chạm mặt lão già kia thôi. Em coi thường anh quá rồi đó. Công an đang lùng sục hắn mọi ngóc ngách. Hắn mà trường mặt ra thì dính chấu liền. Em nè, đường sạch thông thoáng rồi. Em đoán bước tiếp theo của anh là gì? Khánh Linh. Chính xác. Nhưng lúc nhiệt độ đang nóng bỗng rát và đẩy con Linh lên thành một đám lửa lớn, thiêu rụi cả thành phố này luôn. Nhưng mà liệu chị dâu nó đang như vậy thì nó có chịu nghe lời anh không? Em không biết sao, con nhỏ đó nuôi một nổi tiếng không thua gì chị dâu nó. Kiểu nó giống như là ếch ngồi đáy giếng, biết cái quái gì đâu mà lo. Anh mới gọi cho nó nè, chính nó nói với anh là công an đã dẫn con My đi rồi. Hot girl không phải là một cái nghề, vậy mà bao nhiêu đứa vẫn ước ao. Thiệt là không hiểu nổi. Đó là một điều tất yếu của sự phát triển rầm rộ các trang mạng xã hội hiện nay. Kẻ thức thời mới là kẻ khôn. Em có một ý này còn hơn cả thức thời như anh nói. Dạo này Khánh Linh hay xuất hiện cùng anh, vậy hai người có hợp tác cùng nhau không ạ? Đúng vậy. Kể từ hôm nay, tôi chính thức là người quản lý của Khánh Linh, cũng như là người đại diện hình ảnh của Khánh Linh trước công chúng. Vừa mới trải qua vết xe đổ của Angela My, cũng là chị dâu của Khánh Linh. Anh không sợ tình trạng vết xe đổ này sao? Thực sự thì hợp tác với Khánh Linh tôi rất là tự tin. Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn sáng suốt của tôi trong thời gian này. Và tất cả các anh chị sẽ thấy được hình ảnh mới lạ, ấn tượng của Khánh Linh. Và hy vọng là các anh chị phóng viên cũng như là khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ chúng tôi. Khánh Linh cũng hy vọng từ ngày hôm nay mọi người đừng so sánh giữa Khánh Linh và hot girl Angela My nữa. Bởi đơn giản xuất phát điểm của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Linh sống thật với chính mình, còn Angela My chắc là mọi người cũng đã biết như thế nào rồi. Một câu hỏi riêng tư. Tập đoàn Hà Gia nói chung và gia đình Khánh Linh nói riêng, có biến đổi gì sau hiện tượng Angela My bị tố là sống giả dối? Angela My không còn là thành viên của gia đình Khánh Linh nữa. Chuyện cá nhân của Angela My chắc chắn sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến gia đình Hà Gia nữa. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời chân thành của Khánh Linh. Cảm ơn. Xin cho hỏi, nghe nói là sắp tới bạn sẽ thi cuộc thi Người đẹp tuổi teen. Cho mình hỏi là bạn có tự tin để đoạt giải quán quân hay không? Thật ra thì được giải quán quân hay không Khánh Linh cũng chưa có biết nữa. Mà trong cuộc thi này thì Khánh Linh muốn đi thi để được rèn luyện bản thân mình cũng như là học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn.
Nội. Ủa, trời ơi, cháu dâu của nội. Sao, con vất vả quá đi, con có mệt không? Thôi để nội gọi con Mơ á, làm nước cam cho con uống nha. Mơ à. Nội, thôi khỏi nội. Nè, nhưng mà câu chuyện ra sao con kể cho nội nghe coi nè. Tất cả cũng là chiêu trò của Tinh Thái thôi nội. Hắn đã dùng ông thật để làm con tốt thí mạng ép con ra mặt. Trời ơi, đúng là đốn mặt hèn hạ mà. Nội ơi, nội đừng có tức mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Trước sau gì thì con cũng phải xuất đầu lộ diện thôi à. Nhưng mà nó đã chơi cái chiêu phủ đầu rồi, rồi bây giờ con xuất hiện có ý nghĩa gì nữa đâu. Cũng tại chúng ta không cáo già bằng Tinh Thái, bây giờ con chỉ lo lắng cho Khánh Linh thôi. Con bé không có chịu nghe con, mà lại nghe theo lời hắn mới chết chứ. Thì tao nói cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà. Sao bà má chồng con lại không ngăn cản con bé vậy hả nội? Nhưng mà tự ý nó bỏ đi, nó có bàn bạc gì với ba má nó đâu. Cái tin tức này mà tới tai thằng Khánh á, thì con Linh không yên với nó đâu. Mà chuyện của con á chưa xong gì hết trơn hết trọi, rồi bây giờ tới cái chuyện con Linh nó ngu dại nữa. Trời ơi. Nội, nội ơi, nội yên tâm đi. Đối với con, đây mãi là gia đình của con. Con sẽ nhất quyết bảo vệ được nó bằng mọi giá. Cảm ơn con, cháu dâu của nội. Cho dù đây có thể là lần cuối cùng, nói là tôi không có say mà. Trời đất ơi. Mơ, nghe Linh hát đây nè. Dốc hết tình này. Trời, ta trả nợ người. Thôi Linh, bà má là bây giờ đó. Chị á, không cần phải lo đâu. Cái bà nhỏ này nè, biết không có bà chủ ở nhà, cho nên mới lộng hành như vậy đó. Mơ, em phụ chị đưa Khánh Linh lên lầu đi. Thôi lên lầu đi. Từ từ thôi. Nè, tôi không có say, tôi là Hoker Khánh Linh. Linh, tên thật của tôi là Hà Linh. Linh, em tỉnh lại đi, em đừng có để hắn dụ dỗ em nữa. Tôi nhận ra chị rồi nha. Hoker giả tạo. Hoker Linh, giả tạo. Em nghe chị đi, em tỉnh lại đi. Tinh Thái nó đang lừa em đó, em biết chưa? Hắn là kẻ xấu, không đáng để em tin đâu. Chị nói cái quái gì vậy? Đi ra, ra khỏi phòng tôi đi. Linh à, em nghe chị đi, em đừng có như vậy nữa. Vô. Thank you.
Không, đừng có nhúng mũi vào chuyện của tôi. Ba má tôi á mà biết chuyện này, tôi á, Hà Khánh Linh á, không tha thứ cho chị. Linh ơi, biết chưa? Linh, Linh, vô. Xin chào mọi người. Lời nói đầu tiên, cho My xin lỗi tất cả mọi người. Cuộc sống là những sự lựa chọn trong khoảnh khắc, và nó ảnh hưởng tới suốt cả cuộc đời còn lại. Điều này đúng với một số người, và trong đó có tôi. Sống mà không phải hối hận với những lựa chọn bạn đưa ra, đó mới là đáp án chính xác nhất cho sự lựa chọn của ngày đó. Cho dù nguyên nhân là gì dẫn đến quyết định ngày đó của tôi, thì đó vẫn là một lựa chọn sai lầm của tôi. Tôi đang sống những ngày hối hận cho lỡ lầm của tuổi trẻ, cho những ảo mộng bởi hai từ hot girl. Tôi quá nhẹ dạ cả tin, phó mặc cho sự sắp đặt của bầu thái, và đó là sai lầm lớn nhất của tôi. Chịu những búa rìu mà tất cả đều do tôi gây ra. Con có lỗi với cả nhà rất nhiều. Con xin lỗi nội, xin lỗi ba má, quá anh trời. Khánh và em Linh. Tôi và anh Khánh chính thức ly hôn. Những việc cá nhân của tôi hoàn toàn không liên quan tới tập đoàn Hà Gia. Tôi chỉ xin mọi người đừng làm phiền tới họ.
Bà, sao lâu quá rồi mà không thấy tin tức gì của con My ha? Tôi nghĩ đáng lý ra bà Xui phải cho xe xuống đây nè, rước hai vợ chồng mình lên nói chuyện cái vụ thông gia rồi chứ. Trời ơi, tôi mà tưởng tượng tới cái lúc đó ha, xe nó tới nó rước mình ha, cái mình nở mặt nở mày với bà con chòm sớm ha, cho tôi nở tét cái lỗ mũi luôn. Bởi con gái mình là con dâu đại gia mà, đâu phải dạng dừa. Uống nước đi ông. Bà ơi bà. Cái gì ạ? Chết con My rồi. Có chuyện gì? Chết con My nhà mình rồi bà ơi. Cái gì? Con My làm sao không chết? Đây nè, dính líu đường dây làm giả giấy tờ tùy thân, hot girl Angela My bị Hà Gia đuổi đi. Trời ơi, cái tin gì mà dễ sợ vậy? Ông đưa báo đây, đưa báo đây tôi coi coi. Đâu? Bên dưới đó. Bên đây hả? Ừ. Đây, Nguyễn Thị My bị công an mời đến làm bản tường trình về việc làm giấy tờ tùy thân, sống bằng thân phận của người. Đọc tiếp đi, trời ơi, ta cái chỗ gây cấn mà bà ngưng vậy. Ông ơi, tôi không dám đọc nữa đâu. Ông lấy điện thoại ra gọi cho con nó đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó bắt máy không? Không liên lạc được. Trời ơi, ông ơi, có khi nào cái con nhỏ mà hôm bữa nó xuống nó kêu mình quay phỏng vấn đó, nó lừa đảo không ông? Làm sao tôi biết được? Gọi lại cho My lần nữa coi. Nó ỏi vậy à? Trời ơi, vậy là thật rồi đó ông ơi. Trời ơi, vậy là hai vợ chồng mình vô tình hại con nó rồi. Anh Thái, bản chất đàn ông xưa nay vẫn ưa trò khám phá và thích mạo hiểm, anh có công nhận không? Đúng rồi. Rồi sao? Em đang ấp ủ âm mưu gì mới hả? Em đang suy nghĩ việc thay đổi khẩu vị cho mấy ông khách. Chẳng hạn như là thay đổi đàn gà của mình, non tơ, cỡ con Linh. Mấy ổng thích thú lắm cho coi. Ý hay đó cưng. Dùng con Linh để làm cuộc thăm dò ý kiến khách hàng. Tao sẽ làm cho kiếp này mày phải sống trong ân hận, dằn vặt và đau khổ, My à. Công việc quan trọng, nhưng con gái của tôi quan trọng hơn. Vậy thì cậu báo cáo tình hình của nó đi. Dạ thưa chủ tịch, tôi đã đi tìm đến hai vợ chồng được cho là ba mẹ của cô My để mà tìm tung tích của cô My. Thấy họ hoang mang, đau khổ, chắc là họ không biết tung tích của cô My đâu. Vậy thì cậu có gì xác nhận họ là ba mẹ ruột của My không? Dạ. Và đây là bản xét nghiệm ADN của cô My, và đây là của ông Tư. 99% xác nhận họ có mối quan hệ huyết thống. Con bé này, nó có thể đi đâu được hả? Chủ tịch. Chủ tịch. Chủ tịch à? Dạ thưa chủ tịch, tiếp theo tôi cần phải làm gì? Bây giờ cậu phải tiếp tục tìm con bé. Phần còn lại cứ để tôi suy nghĩ thêm. Dạ. Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Dạ. Nếu được á,
thì cậu hãy tranh thủ làm việc này ngoài giờ. Tôi sẽ không để cho cậu thiệt thòi đâu. Dạ, cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép. Cô Jenny à, toàn bộ câu chuyện là như vậy đó. Lời nói của bà già này, cô thông gia có thể yên tâm. Nó cũng thiệt tệ, nó không gọi cho con một tiếng bác à. Nếu như không nhờ máy móc công nghệ thì con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chắc là nó xấu hổ, nó muốn tự mình chuộc lỗi cho nên nó không muốn làm phiền cô đó thôi. Nó bỏ đi mà nó cũng đâu có nói gì cho bà già này biết đâu cô. Bác vừa giận mà vừa lo cho nó. Một mình nó đi như vậy á, có khác nào là đứa trẻ mồ côi mồ cút đâu cô. Dạ, con về nước gấp cũng vì việc này. Mình phải giải quan cho nó bác à. Chứ một mình nó không thể nào chống lại gã bầu thái đó đâu. Cũng đúng. Bác thì chỉ mong tin tức của nó thôi. Nếu như mà nó không có về quê thì bác không biết nó đi đâu nữa. Bác cứ yên tâm. Theo như những gì bác kể thì con bé đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ không làm những chuyện gì bậy bạ đâu. Con nghĩ chắc nó cần đi đâu đó một thời gian để bình tâm hơn. Phải đó, nó cũng đã làm hết sức rồi. Bây giờ thì tới lượt người lớn của chúng ta, phải không cô thông gia? Dạ. Có cô thông gia thì con My nó có thêm hy vọng rồi. Mà chắc là cô đã có cách rồi phải không? Dạ. Đối phó với một tên cáo già lão làng như bầu thái thật không dễ dàng đâu bác ơi. Mời cô uống nước. Dạ. Con chào. Ủa, con chào bà nội. Sao cậu vô đây được? Dạ thưa bà nội, tại chuyện gấp quá. Con biết là tại con đường đột đến đây. Dạ, con chính là Tuấn, bạn thân của My. Và con nghĩ My đã nhắc tên con ít nhất một lần với nội. À Tuấn hả? Hèn gì tôi nghe quen quen. Đúng rồi, tôi có nghe con My nó nhắc tới tên của cậu. Ngồi đi cậu. Dạ cảm ơn nội. Dạ chào. Giới thiệu đây là cô Jenny. Dạ. Má nuôi của con My đó. Dạ chào. Chào con. Mà hình như con My nó nói cậu bị tai nạn chết đuối rồi mà. Dạ đó không phải là tai nạn, mà là tên Thái cố tình giết con. Hả? Để bịt đầu mối. Lại là hắn. Dạ con và My được tái sinh với hai hoàn cảnh số phận khác nhau. Nhưng bằng chứng gì để chứng minh cậu tới đây có nhà ý giúp con My? Thiệt ra đó, cũng đã hai lần cậu ta giúp bác cứu con My. Nhưng mà lần này thì... Dạ con thưa bà nội, cô Jenny, con cũng hiểu vì sao hai người nghi ngờ con. Nhưng hai người nghe câu chuyện của con thì hai người sẽ biết con là bạn hay là thù. Thank you.
Mày sao vậy? Nó muốn giết con chú ơi. Con sợ quá. Ai? Đứa nào? Thằng bầu thái. Mày đưa tao coi. À. Rồi nó tưởng mày chết chưa? Thằng này ghê lắm, không dễ mà đối phó với nó đâu. Bây giờ mày tính sao? Con cũng không biết nữa. Lúc con thoát được, bên cạnh con có cái xác chết rồi, nên con bỏ giấy tờ của con vô đó để nó nghĩ là con chết rồi. Bây giờ con phải làm sao chú? Trời ơi, bây giờ tao biết sao đây? Rối lắm. Để tao tính coi. Thôi được rồi, cứ coi như mày đã chết thì tao dễ vạch mặt tội của nó hơn. Nhưng mà công an sẽ sớm biết cái xác đó là ai, cho nên mày phải nhanh chóng mày tìm cách tóm tội của nó. Nghe chưa? Dạ. Rồi sao nữa hả cậu? Sau cái chết thục, con luôn theo sát mọi hoạt động của hắn. Hắn không mảy may một chút nghi ngờ con. Ngay cả việc hắn cho người về quê để quay clip ba mẹ My để up lên mạng, tất cả chuyện đó con đều chứng kiến hết. À, tại sao lúc đó cậu không tố cáo hay là ngăn cản hắn lại? Dạ, vì con biết trong tay của hắn còn nắm rất nhiều bằng chứng bất lợi cho My. Hắn còn uy hiếp đòi tiền My nhiều lần, nhưng con đành im lặng kiên trì tới ngày hôm nay. Nói như vậy là cậu có đủ bằng chứng để tố cáo tên Thái rồi phải không? Dạ, cái đó thì chưa. Con chỉ mới kêu gọi được ông Thật và cô phóng viên Mai qua về phe mình để chỉ điểm tên Thái. À, để chứng minh là My bị hắn sai khiến ngay từ đầu. Một mình cậu mà làm hết tất cả mọi chuyện, cậu thật dũng cảm. Dạ. Dạ, cũng chỉ nhờ con ở hiền nên gặp lành thôi ạ. Trong quá trình theo dõi hắn, con biết được hắn là một kẻ rất là hung ác. Và nếu như cô phóng viên Mai qua biết quá nhiều về hắn thì hắn cũng sẽ không để yên cho cô phóng viên đó. Nên con muốn cho cô phóng viên đó biết bộ mặt thật và gian xảo của hắn. Cái thằng này giỏi thiệt ha. Dạ. Ôi, nó hành động chuyên nghiệp như công an vậy đó. Dạ. Con My nó khờ mà có một người bạn như cậu, nó thiệt là may mắn. Dạ, bà nội và cô quá khen con rồi. Con My mà nó không gặp được cậu á thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà chừng đó chúng ta vẫn còn chưa đủ đụng tới sợi tóc của tên Thái đâu. Hắn đã từng cảnh cáo con, không ai làm gì được hắn hết. Tôi hiểu ý cậu. Một tay hắn có thể che được cả ông trời mà. Dạ, bởi vậy một tên cáo già như hắn không thể để pháp luật trừng trị như một người bình thường được. Vậy là bao nhiêu đó bằng chứng mình cũng chưa kết tội được hắn hả? Dạ. Việc hắn giết con không thành, chỉ có mình con làm bằng chứng thì cũng chưa đủ. Hắn từng ém chuyện của con một lần thì lần hai lần ba cũng vậy thôi. Cậu Tuấn nói rất chính xác. Thể loại thế lực giang hồ độc ác như hắn thì mình phải dùng luật giang hồ để đối phó với hắn thôi. Bằng cách nào được hả? Chắc bà nội với cô Jenny chưa biết sự thật tên Thái. Hắn còn liên quan tới một đường dây gái gọi nữa. Đúng là hắn không coi pháp luật ra gì mà. Dạ, chỉ cần có đủ bằng chứng với hai tội này thì tên Thái sẽ hết đường sống. Quan trọng là chỗ đó. Trước tiên mình có thể thuê thám tử theo dõi chụp hình lại là bằng chứng. Dạ, nhưng mà hắn hoạt động rất kín kẽ, trá hình đủ kiểu. Nếu không bắt tại trận thì không cách nào buộc tội hắn được. Vậy thì bây giờ mình phải thuê người giả bộ tiếp cận với nó. Dạ, cũng không được đâu bà nội à. Hắn lựa chọn đối tượng rất kỹ càng, không tiếp nhận người lạ. Người là do hắn tự chọn và chủ động đặt mối quan hệ với hắn. Vậy không lẽ thằng Thái nó tài thánh đến nỗi không làm gì nó được hả cậu? Trời ơi,
Bác lo cho con Linh quá. Con Linh nó là cháu nội của bác. Bây giờ nó mê muội, nó bám thằng Thái, nó bám dính vào. Mà bác không biết là thằng Thái nó có, nó tính cái gì để nó hại con bé Linh nhà bác hay không nữa. Bà nội. Hả? Cô Jenny, mình đang có một con mồi ngon để dụ tên Thái lên bờ. Sao? Tại sao chúng ta không tận dụng nó? Đúng vậy. Tôi nghĩ là con bé bị tên Thái lợi dụng, và hắn sẽ không bao giờ nghĩ chúng ta dùng con bé để tiếp cận hắn. Chúng ta không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Nhưng mà rồi liệu con bé Linh nó có gặp gì nguy hiểm hay không nữa? Hả cậu? Dạ. Trời ơi. Linh chỉ cần tham gia kế hoạch A của con là đủ rồi. Ý cậu là còn có kế hoạch B à? Dạ. Hắn và con còn có một món nợ máu chưa thanh toán, nên kế hoạch này con chỉ dành riêng cho hắn thôi. Vậy rốt cuộc con Linh nó tham gia được cái gì trong vụ này? Dạ, như thế này. Phải cuốn gói nhân lúc không có ba má nha. Không còn ai chắn ngang con đường nổi tiếng của mình nữa. Vì ai em đã từng, vì ai em đã quên, quên đi bao yêu dấu. Từng chiều anh vẫn bước đi vội vàng, có lẽ tới nơi mình chia tay. Làm sao anh quên được ngày mưa ấy em đi xa anh thật xa, còn lại trong